Như các bạn thấy là mình đã vừa group xong được 3 nơi liên tiếp với nhau luôn. Đây chính là một cái quả triple có thể nói rất là kinh dị luôn á, mấy bạn hiểu không? Và cũng là lúc bạn nhận ra rằng là cái quy trình của các bạn cũng đã sắp hoàn thành rồi. Các bạn chỉ còn thiếu một nơi duy nhất thôi, đây chính là cái ngân hàng mấy bạn ạ. Uầy, 300k view. Mình không nghĩ rằng là cái video này của mình có thể giúp cho mình kiếm được tới tặng 300k view là mấy bạn ạ. Nhưng mà nó đã được đăng vào một năm trước rồi ấy, cho nên là mình nghĩ rằng tới bây giờ thì cái cách này nó đã không dùng được nữa rồi. Nhưng mà không sao, video lần này của mình là nó sẽ là một tin vui cho mấy bạn đấy. Chào mấy bạn nha, mình là Humble Gamer đây và chào mừng mấy bạn đã đến với cái kênh này của mình. Và trong video lần này của mình thì mình sẽ giúp cho mấy bạn có thể kiếm được 2 triệu money trong cái tựa game show cách này chỉ trong khoảng một ngày thôi. Nhưng mà thật ra mất có 10 tiếng rồi mấy bạn ạ. Và tất nhiên là cái điều quan trọng nhất vẫn là cái quy trình để mà cướp thì mình cũng đã có nghiên cứu xong rồi và chắc chắn luôn là nó sẽ khá là khó hiểu ấy, cho nên là mấy bạn hãy cố gọi là xem kỹ video này và không xả đoạn nào nhé. Mình khuyến khích là nếu như mấy bạn không hiểu đoạn nào thì mấy bạn có thể xả lại đoạn đấy để mà xem, còn nếu không thì các bạn có thể xem lại video này 2-3 lần cũng được, ok. Và trước khi bắt đầu cái video này thì các bạn đừng quên là để lại cho mình một cái like này, một cái đăng ký kênh nếu bạn là người mới, một cái comment dấu chấm nếu bạn là fan cứng của mình, và tốt hơn nữa thì hãy chia sẻ cái video này giúp mình nhé. Còn bây giờ thì chúng ta không tốn thời gian nữa, bắt đầu thôi nào, let's go. Chúng ta sẽ có 3 thứ cần chuẩn bị trước khi mà làm cái quy trình như thế này nhá. Thì cái điều đầu tiên là bạn không được để thiếu luôn, đấy chính là một cái server VIP và một người bạn của các bạn phải bờ gồ nhá. Và cái điều thứ hai là bạn cần chuẩn bị cho mình hai cái game pass VIP và túi lớn, nếu như bạn có thì nó sẽ giúp mấy bạn có thể kiếm được nhiều tiền hơn sau những vụ cướp, còn không có thì cũng không sao, thì các bạn sẽ mất nhiều thời gian hơn để mà cướp được đủ 2 triệu money trong một ngày, ok. Và cái điều thứ ba thì bạn cần cho mình một cái phương tiện đi lại là chiếc trực thăng 1m, tại vì nó là cái phương tiện đi lại tốt nhất trong game rồi, còn nếu như bạn không có thì bạn có thể thay thế nó bằng một chiếc trực thăng thường cũng được. Bây giờ thì mình sẽ nói đến cái phần chính là quy trình để mà cướp nha mấy bạn. Thì nói chung thì quy trình lần này thì nó cũng khá là đơn giản thôi, nhưng mà mình nghĩ rằng là các bạn không biết cách thực hiện làm sao cho nó đúng nhất có thể ấy. Và tất nhiên là mình sẽ quay lại cho các bạn xem. Và trong quá trình mình thực hiện cái quy trình cướp này thì mình sẽ áp dụng những cái mẹo và những cái loại glitch. Và mình có thêm một cái lời khuyên cho mấy bạn nữa là nếu như bạn đã xem xong cái video này rồi mà bạn không thuộc cái quy trình của nó thì mấy bạn có thể xả lại đoạn này và bấm dừng video để mà vào game thực hiện cho mình, để mấy bạn có thể nhanh thuộc cái quy trình này hơn. Sau khi hai bạn đã vào game cùng với nhau rồi thì sẽ có một người trở thành holic nhé, còn mình sẽ là cái người đi lại cái khi kẹt. Rồi nhanh em ơi, từ từ nó chưa ra ăn trong nên tao từ 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 được cái donut, what the fuck. Phải rồi, rồi donut. Rồi quay anh được cái donut phi luôn nè, chút khỏi lấy haha. Và sau khi mình đã lấy cái key card xong rồi thì ngay lập tức mình sẽ đi vào cái đồn cảnh sát này và đi lấy chiếc trực thăng. Thì ở chỗ này thì mình có một mẹo dành cho các bạn là sau khi bạn mở cái cửa này thì bạn nhảy lên cái cửa này luôn và nhảy tiếp tục lên nữa thì bạn sẽ lấy được chiếc trực thăng một cách nhanh chóng nhá. Thì trong lúc đó thì mình nghĩ rằng là cái người bạn của mình cũng đã trở thành tù nhân rồi và đứng ở phía dưới đợi, cho nên là bạn chỉ cần biết là đi xuống dưới đấy để mà đón cái người bạn của mình và đi ra khỏi cái nhà tù này thôi. Và sau khi đã rời khỏi cái nhà tù này rồi thì cái nơi đầu tiên chúng ta cướp chính là cái donut và cái grab. Thì trong video này mình sẽ cướp donut nha mấy bạn, còn người bạn của mình sẽ lấy trực thăng thường này và đi cướp cái grab còn lại. Bây giờ anh cướp donut, em cướp donut. Tất nhiên là anh rồi. Ok, em lấy mấy bạn trực thăng em đi grab. Em lấy cái trực thăng thường đó nha. Thì nếu như mấy bạn không có trực thăng 1m thì bạn phải đợi người bạn của bạn cướp xong và quay lại đón mấy bạn nữa. Nhưng mà mình có rồi cho nên mình khỏi cần phải đợi. Thì mình sẽ lấy trực thăng 1m này và mình sẽ đi tới bảo tàng luôn. Thì trước khi cướp cái bảo tàng này thì mình sẽ sử dụng cho mình một cái loại glitch đã khá là cũ rồi mà tới bây giờ nó vẫn chưa fit được. Và mình cũng đã có làm video về nó luôn rồi, cho nên là mình sẽ không hướng dẫn gì gọi là chi tiết cho lắm nhá. Thì bạn chỉ cần gọi là bấm G và để cái cọng dây này vào cái cửa sổ. Thì cái loại glitch này nó sẽ giúp cho mấy bạn có thể đi xuyên được qua cái cửa sổ này. Thế là bạn không cần phải gọi đi giải mã hay là cái cần gạt làm gì để cho nó tốn thời gian. Thì mình làm khá là nhanh ấy, cho nên là mình phải đợi thêm 60 giây nữa thì bảo tàng này nó mới mở được. Ok, đợi 60 giây các bạn ơi. Ui, chết mẹ anh đang donut luôn rồi. Ô, anh bro mà cần donut cũng sống. Đúng rồi, anh bro mà cần thì phải donut đúng không? Mẹ à, xem thường anh này vãi nồi thế. Khi mà bạn cướp bảo tàng thì mình không biết bạn làm bằng cách nào, miễn làm sao mà cái số ký của bạn nó full là được nhá. Thì trong video này thì mình có game pass là tuổi lớn, cho nên là mình sẽ cướp được là 8 ký. Thì mình chỉ cần vào chỗ này và cướp 2 bức tranh thôi, và người bạn mình cũng thế, cũng sẽ cướp 2 bức tranh tại đằng xa kia. Thế là mình đã full. Và sau khi cướp full rồi thì bây giờ mình sẽ đi tới cái chỗ mà mình lúc nãy mình đã có để cọng dây vào cửa sổ ấy. Mình chỉ cần việc là bấm E thôi, thế là mình đã đi xuyên qua được cái cửa sổ rồi. Và người bạn mình cũng thế luôn, nhưng người bạn mình sẽ không nhảy ra khỏi cọng dây nhá. Mình sẽ lên trực thăng ngồi và
mình chỉ cần bấm G thôi thì người bạn của mình nó cũng sẽ bay vào luôn chiếc trực thăng. Và lúc này thay vì bạn đi về căn cứ để mà trả tiền thì chúng ta sẽ bay qua cái nhà máy để mà tiếp tục cướp nha mấy bạn. Thì bạn là cái người chạy ấy cho nên là người bạn của bạn phải nhảy dù xuống để mà giải mã cái máy phát điện kia để mà đỡ tốn thời gian. Cùng bạn là phải đậu chiếc trực thăng 1 mét này vào một cái vị trí thích hợp một tí nữa còn rời khỏi chỗ này một cách nhanh chóng nhá. Rồi anh tới gần đây em mới mở. Ok. Hello. Thì cướp cái Ungenium này thì chúng ta sẽ gặp một số vấn đề nó khá là gắt gối là cũng như là khó giải thích đấy mấy bạn, cho nên là mình không biết làm sao để mà cho mấy bạn hiểu được. Thì nói chung là hai bạn cướp cái Ungenium này cùng lúc với nhau, giống như kiểu là bạn vừa giải mã xong là cái người bạn của bạn cũng phải vừa giải xong luôn, không được sớm mà cũng không được trễ mà nó phải cùng lúc thì chúng ta mới được nhiều Ungenium được. Ôi hình như là anh bị bí rồi đó. Thôi bí rồi lặp lại. Ok em còn một bầu, Rồi anh bí rồi. Rồi anh đợi. Tôi đoạn này anh tua đi cũng được nữa. Vô what the fuck, cái liền gì vậy trời. À như này à, oh, ok. Rồi quất đi em, nhanh quất đi. Và sau khi cướp xong thì bạn chỉ cần việc là nhảy ra khỏi chỗ này, lên chiếc trực thăng và về căn cứ để mà trả tiền thôi. Nhanh lên. Thì như các bạn thấy thì mình cũng đã cướp xong được cái bảo tàng và cái nhà máy rồi. Bây giờ thì mình sẽ tiếp tục đi cướp cái tiệm trang sức nha. Thì cái chỗ này thì mình có một mẹo dành cho các bạn. Đây là mấy bạn hãy đậu chiếc trực thăng ở trên này luôn. Bạn chỉ cần bị là cướp xong và đi lên trực thăng và đậu thoát thôi. Thì nếu như mấy bạn có game pass ấy thì mỗi người chúng ta sẽ được 3.500 mỏ ni nhá. Còn nếu như bạn may mắn vào được cái tiệm trang sức mà nó có nhiều kim cương thì mình sẽ được 5.000 luôn. Còn không thì thôi 3.500 cũng được không sao. Tại vì đợi mấy cái này hồi thì nó khá là lâu ấy cho nên mấy bạn cướp được 3.500. Và cái chiêu này là có kim cương thì các bạn có thể cướp, còn không thì thôi, đúng không? Anh chậm quá, em lên trước rồi. Em mắc máu kìa em ơi. Có donut mà lo gì. Mà anh cướp 3 cục này đi. Em lên trên kia em cướp. Rồi xong má đai rồi mẹ. Rồi nó lại xấu hổ mà. Má xấu hổ. Cái này xấu hổ lắm luôn. Xấu hổ quá. Má rồi. Mình 31 vết rồi về mình cày ngày nào mình cũng cày rồi. Xấu hổ luôn đấy. Đai quá, xấu hổ cực. Xấu hổ lắm luôn á Minh ạ. Mày thôi rồi. Thôi cái đầu này anh phải gắn vô được, anh không thể là bỏ được cái đầu này. Ôi. Và sau khi bạn đã cướp xong cái tiệm trang sức này rồi thì bạn sẽ không đi trả tiền cho mình mà bạn sẽ bay qua cái bảo tàng để mà cướp. Thì cái bảo tàng thì lúc nãy mình cũng đã hướng dẫn cách để mà cướp nhanh chóng rồi cho nên là mình cũng sẽ không nói về nó nữa. Xấu hổ thật luôn. Nó lại rất là xấu hổ luôn á. Nhưng mà mấy bạn đừng có lo nhé, mấy bạn giữ cái khi á thì mấy bạn đừng có để mấy cái người giữ khi chết, mà cái người giữ khi chết mới là mệt đấy, bạn phải làm lại. Lần đầu tiên trong đời mà một thằng 31 mét chết. Cày. Ui chết bà bị kẹt. Từ anh nghe lại. Đấy, thấy chưa, bị kẹt xong vẫn nghe được, lo gì được. Và sau khi bạn cũng đã cướp xong cái bảo tàng này rồi thì bạn cũng sẽ không trở về căn cứ để mà trả tiền mà bạn sẽ bay qua cái nhà máy để mà tiếp tục để mà cướp nha mấy bạn. Thì cái nhà máy thì lúc nãy thì mình cũng đã có hướng dẫn cách để mà cướp nhanh chóng rồi cho nên là mình cũng sẽ không nói về nó nữa. Thay vì đó thì mình sẽ cho các bạn một cái lời nhắc nhở như thế này là bạn hãy cẩn thận đi, tại vì bạn mà chết là coi như bạn mắc cả ba luôn đấy nhá. Đây sẽ là cái cướp đúp triple, hiểu không? Triple mà kêu cái gì ở đây. Ok xong rồi, đây. Chưa. Ở đây. Này ba hồi ta. Như các bạn thấy là mình đã vừa cướp xong được 3 nơi liên tiếp với nhau luôn. Đây chính là một cái quả chip bồ có thể nói rất là kinh dị luôn á mấy bạn, hiểu không? Uầy. Và cũng là lúc bạn nhận ra rằng là cái quy trình của các bạn cũng đã sắp hoàn thành rồi. Các bạn chỉ còn thiếu một nơi duy nhất thôi, đấy chính là cái ngân hàng mấy bạn ạ. Và ngân hàng thì mình không có lời phiên hay là mẹo gì dành cho các bạn cả, cho nên là bạn chỉ cần vào và cướp và tẩu thoát để mà nhận tiền thôi. Má đoạn này mà chết nữa đi má nhục cực. Đoạn này mà em chết nữa là em nhục lắm ấy. Đoạn này chết nữa là mẹ một tuyệt tác luôn em, hiểu không? 5 minutes later. Mẹ đoạn này hết nhục rồi quá. Sau khi bạn cướp xong cả nhà băng này rồi cũng là lúc bạn nhận ra rằng là cái quy trình của chúng ta cũng đã hoàn thành rồi đấy. Và chỉ cần việc là cướp theo cái dấu mùi tên này mãi thôi. Đây chính là một cái vòng lặp, bạn sẽ cướp mãi và bạn sẽ không thể nào dừng lại được luôn ấy, các bạn hiểu không? Quay. Thì bây giờ là cái cổ họng của mình nó giống như kiểu là sắp nổ tung vậy các bạn ạ. Nhưng mà mình vẫn cố ở đây mà nói thêm một cái điều cuối cùng là chúc các bạn có thể cướp được thật nhiều tiền khi mà xem xong cái video của mình nha. Nếu như bạn không thuộc cái quy trình của mình, bấm dừng video và bạn mở vào game để mà thực hiện cái quy trình này nhé. Và mình nghĩ rằng là cái video này sẽ giúp ích cho các bạn đấy, cho nên là bạn đừng nỡ lòng nào mà không đợi lại cho mình một cái like nhé, một cái đăng ký kênh nếu bạn là người mới và một cái chuông để theo dõi những video mới của mình, một cái comment dấu chấm để chứng tỏ là bạn là fan cứng nhé. Còn bây giờ thì chào tạm biệt tất cả các bạn và chúc các bạn có một ngày tốt lành. Bye.